Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng chèo chống như thế nào mà để con tàu kinh tế hất 113.000 khách rơi xuống biển. Không phải ngẫu nhiên mà cả ông Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng đều đi công du thúc đẩy các nước giàu tài trợ vốn ODA cho Việt Nam. Nguyên nhân là nền kinh tế của Việt Nam hậu Covid đang chao đảo kinh khủng. Đã là năm thứ hai sau Covid, nhưng nhiệm vụ phục hồi kinh tế dường như là bất khả thi với chính phủ nhiệm kỳ 13 này. Cây kim trong bọc, dù có giấu thế nào, cũng có ngày nó bị lòi ra. Vào năm 2022, năm đầu tiên sau Covid, Tổng cục Thống kê đã báo cáo con số tăng trưởng GDP đến không tưởng, đó là 8%. Đây là con số đáng mơ với những quốc gia phát triển, có bộ máy quản lý thuộc loại tốt trên thế giới. Kèm theo con số tăng trưởng đẹp như thế, là con số lạm phát chỉ dưới 4% cũng là đáng mơ ước. Thống kê mà không trung thực thì làm sao chính phủ ra chính sách hiệu quả cho được? Những con số thống kê thì đáng mơ ước đấy, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Doanh nghiệp Việt Nam đói đơn hàng, một số thì thu hẹp quy mô sản xuất để cầm cự, số khác thì cho giải tán, ngừng kinh doanh, ngừng sản xuất. Đời sống người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt là tầng lớp lao động nghèo, tầng lớp mà Đảng Cộng sản luôn vỗ ngực là đại diện cho họ. Rất nhiều nhà phân tích cho rằng con số tăng trưởng và lạm phát của năm 2022 là không đáng tin cậy. Thực tế, người dân Việt Nam phải chịu trượt giá của hầu hết các mặt hàng từ 10 cho đến 20%. Dân nghèo đã không có thu nhập mà vật giá thì lại leo thang, năm ngoái đã cực kỳ khó khăn. Đến nay, năm 2023 đã qua giai đoạn nửa đầu năm, tình hình cũng không có gì khá hơn. Sự tệ hại của nền kinh tế từ năm 2022 đã kéo sang đến tận năm 2023. Có lẽ nhận thấy không thể tiếp tục vẽ con số ảo để bịp dân, nên quý 1 năm 2023, Cục Thống kê cho biết tốc độ tăng trưởng GDP chỉ còn có 3,3%, còn quý 2 chỉ có 4,1%. Những con số này ắt cũng có chỉnh sửa, nhưng đến nỗi quá lố như năm 2022 thì chưa chắc. Nền kinh tế những năm đại dịch tưởng như chạm đáy, sau đại dịch là thời kỳ phục hồi. Nhưng không, với Việt Nam rõ ràng nền kinh tế đang cắm đầu đi xuống. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam vẫn trong tình trạng đói đơn hàng, đặc biệt là ngành may mặc. Trong khi Bangladesh đang có đơn hàng quá nhiều, không thể kham nổi, thì Việt Nam lại đói đơn hàng. Điều này cho thấy độ tin cậy của nền kinh tế Việt Nam thậm chí còn thua sút so với những quốc gia nghèo đồng hạng, chứ không nói đến những quốc gia khá hơn như Thái Lan, Malaysia trong khu vực ASEAN. Ra chính sách dựa trên những con số không trung thực thì không thể nào chữa được bệnh cho nền kinh tế. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến trung tháng 7 đầu năm 2023, cả nước có 113.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Cũng có doanh nghiệp đăng ký mới, tuy nhiên số đăng ký mới cần phải có thời gian để mà khẳng định trên thị trường. Trong khi những doanh nghiệp bị giải thể là doanh nghiệp đã có quá trình hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp rất lớn. Điều này nói lên sức khỏe của nền kinh tế hiện tại và đây là con số rất đáng báo động. Nếu nói nền kinh tế Việt Nam là một con tàu, thì ông Phạm Minh Chính là người lái tàu. Và các doanh nghiệp như hành khách cũng vậy, không biết ông Phạm Minh Chính lái tàu thế nào mà để tàu lắc lư rất mạnh và đã hất 113.000 hành khách xuống biển chết đuối. Người lái tàu như thế có năng lực hay không thì đã rõ ràng. Con tàu kinh tế rung lắc rất mạnh, hất đến 113.000 hành khách xuống biển. Các nước tiến bộ không có ban tuyên giáo, những điểm yếu của chính phủ bị báo chí phơi ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy và xã hội sẽ có phản ứng ngay tức thì. Để chính phủ vững vàng thì buộc phải thay đổi những chính sách cho tốt hơn. Nếu không thì chính phủ sẽ phải bị ép rút lui. Đó là nguyên nhân làm cho đất nước của họ phát triển. Còn Việt Nam thì sao đây? Tại Việt Nam, chính phủ được bộ máy tuyên truyền khổng lồ che đậy khuyết điểm. Ai mà dám moi cái dở của chính phủ cho dân biết là bị công an tấn công ngay. Vì đấy là nói xấu đảng và nhà nước. Chính vì thế những cái dở, những cái sai luôn được bảo vệ khiến người dân phải gánh chịu hậu quả. Lãnh đạo như ông Phạm Minh Chính, nếu ở các nước dân chủ thì sẽ bị thay thế từ rất lâu rồi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng chèo chống thế nào mà để con tàu kinh tế hất 113.000 hành khách xuống biển. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cố tạo ra quyền lực cứng và thích húc đầu vào người tiêu dùng, VinFast rồi sẽ vỡ. Các doanh nghiệp toàn cầu chỉ tạo ra quyền lực mềm, chứ không tạo ra quyền lực cứng như các thế lực chính trị độc tài. Giá trị thương hiệu là sự đúc kết của loại quyền lực mềm, chứ không phải là quyền lực cứng. Đó là sự tử tế, là tôn trọng khách hàng, là chế độ hậu mãi và chất lượng đảm bảo. Từ đó khách hàng có cảm tình rồi trở nên yêu thương hiệu ấy, đấy là giá trị không thể cân đong đo đếm được. Việc chiếc xe gây tai nạn là bình thường, thương hiệu nào cũng có xe gây tai nạn. Với VinFast thì ngược lại, họ xây dựng thương hiệu bằng thứ quyền lực cứng. Ở Việt Nam, ai dám bóc phốt VinFast thì cần cẩn thận, hầu hết những tờ báo làm truyền thông cho Vin sử dụng phương pháp không khác gì cách làm truyền thông cho chế độ. Đều theo công thức tốt khỏe, xấu chè, có những lỗi kỹ thuật dẫn đến cháy nổ gây bất ổn về sinh mạng mà tờ báo vẫn ngậm tăm không lên tiếng. Vào ngày 28 tháng 7, một chiếc xe taxi xanh của hãng taxi GSM đã tông liên hoàn tại một nút giao thông ở Đà Nẵng. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo đã đưa tin tài xế bị động kinh. Đây là dấu hiệu bất thường khi đưa tin về việc chiếc xe VinFast gây tai nạn. Việc đưa ra kết luận quá nhanh và đồng loạt trên các tờ báo làm cho nhiều người nghi ngờ phải chăng báo chí đưa tin theo sự chỉ đạo. Sự chỉ đạo mang tính định hướng dẫn dắt dư luận ra khỏi nghi ngờ rằng chiếc xe VinFast này gây tai nạn do lỗi kỹ thuật. Tờ báo chí Việt Nam đã thành trì bảo vệ cho VinFast. Đây là kiểu điều hành bộ máy tuyên truyền theo mô hình của Đảng Cộng sản. Một loại quyền lực cứng bóng chủ hãng VinFast muốn áp đặt lên suy nghĩ và ý chí của người dân Việt Nam. Và kết quả như thế nào? Kết quả là chưa bao giờ xã hội chống lại một doanh nghiệp nào như chống VinFast. Từ hải ngoại, nơi mà VinFast không thể kiểm soát thông tin, người ta bóc trần những lỗi thật tệ hại của thương hiệu này và thông tin theo Internet truyền về trong nước. Có tờ báo làm nhòe hình chiếc xe taxi không biết để làm gì. Thay vì dùng sức mạnh tài chính để điều khiển cho công an và truyền thông để tạo ra thứ quyền lực cứng như Đảng Cộng sản, thì ông Phạm Nhật Vượng nên dùng tài chính đó để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự tử tế với khách hàng và xây dựng chế độ hậu mãi tốt, thì VinFast sẽ có được quyền lực mềm. Quyền lực mềm là nền tảng cho mọi doanh nghiệp. Nếu muốn phát triển bền vững, muốn bơi ra biển lớn cũng cần tạo ra quyền lực mềm, chứ không phải đút tiền cho phóng viên để họ nói tốt về VinFast, rồi sau đó luôn tiềm ẩn nguy cơ bị vạch trần. Quyền lực cứng chỉ có thể tạo ra với thị trường trong nước, đem cách làm như vậy ra thị trường thế giới thì cầm chắc thất bại. Nếu tạo quyền lực mềm thì doanh nghiệp vừa tạo ra thị trường nội địa vững chắc, vừa xâm nhập thị trường thế giới theo cùng cách thức. Tuy nhiên, VinFast vẫn mang phong cách làm anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đưa ra nước ngoài, thì đấy là hồi chuông báo tử cho thương hiệu này. Theo tìm hiểu thì nhiều khách hàng mua xe VinFast đã bị vỡ mộng. Chất lượng xe đã kém, hậu mãi cũng kém nốt, làm cho khách hàng cảm thấy họ như bị VinFast mang con bỏ chợ. Một số phàn nàn nhẹ nhàng trên mạng xã hội, đa số chọn cách im lặng, bởi họ biết không thể động tới VinFast, bởi hãng này có thể điều khiển cả công an và báo chí tại Việt Nam. Thông tin đồng loạt đăng giống như có chỉ thị vậy. Những người chót mua xe VinFast đành tự nhủ là mình ngu, rồi im lặng quay lưng với hãng. Không ít người mua xe VinFast vì lòng yêu nước, sau khi biết mình bị lợi dụng, họ không còn ủng hộ nữa. Khi nhiều người dùng cùng có tâm lý như vậy thì VinFast khó mà mở rộng ra được thị trường. Quyền lực cứng sẽ không mang lại lợi ích lâu bền. Khách hàng thấp cổ bé họng so với VinFast thật, nhưng khi hàng vạn khách hàng cùng quay lưng thì họ đủ sức
quật đổ một thương hiệu độc tài. Ngay trên sân nhà, VinFast cũng khó phát triển bền vững, chứ nói gì đến thị trường của thế giới. Dùng quyền lực cứng và húc đầu vào khách hàng là tự sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin cố tạo quyền lực cứng và thích húc đầu vào người tiêu dùng, VinFast rồi sẽ vỡ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de